Cuộc triển lãm tại bảo tàng Minneapolis phản ánh chiến tranh Việt Nam ngày xưa và hiện nay. Theo như tờ Star Tribune đưa tin, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc hơn 40 năm trước, nhưng đối với nhiều người thì ký ức về nó vẫn mãi là một lời nhắc nhở về những thành viên gia đình bị thiệt mạng, mất tích hay bị thương tật. Nghệ sĩ Wally Hendrick ở tiểu bang California sáng tạo ra căn phòng War Room với 4 bức tường được bọc bằng vải và phủ bên trong bằng sơn đen để chặn tất cả các tác nhân kích thích bên ngoài. Ông Hendrick xây dựng căn phòng này vào những năm 1967 đến 68, khi ông cảm thấy rằng Hoa Kỳ đang bị mắc kẹt trong những cuộc xung đột, không có cách nào thoát ra được. War Room là một trong hơn 150 tác phẩm nghệ thuật trong một triển lãm đôi đầy tham vọng, dự kiến khai mạc vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 9 tại Viện Nghệ thuật Minneapolis. Buổi triển lãm chính mang tên Phản hồi của các nghệ sĩ, nghệ thuật Hoa Kỳ và Chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975. Buổi triển lãm sẽ tập trung vào những tác phẩm nghệ thuật trong những năm tháng chiến tranh và được gom bởi Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Smithsonian ở thủ đô Washington. Để bổ sung cho các tác phẩm đó, Viện Nghệ thuật Minneapolis tổ chức một cuộc triển lãm nhỏ hơn với các nghệ sĩ gốc Đông Nam Á có cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể bởi chiến tranh. Ông Matthew Welch, phó giám đốc của Viện Nghệ thuật Minneapolis, nhận thấy mối liên hệ giữa cuộc triển lãm với các vấn đề nhập cư hiện nay, đặc biệt là một số lượng lớn người tị nạn Hồng Mông, Lào và Việt Nam định cư ở tiểu bang Minnesota sau chiến tranh. Và nhằm phục vụ cho những nhóm người này, Viện Nghệ thuật Minneapolis sẽ miễn phí vé vào cổng cho những người có gốc Đông Nam Á, cũng như là các cựu chiến binh và quân nhân đang tại ngũ.